Hello mọi người, hôm nay mình sẽ uh, chia sẻ cái đầu nhựa Kirico uh, mới nha mọi người. Đó thì cái loại mới này nó sẽ cải tiến hơn là cái loại uh, mình hay xài một xíu. Thì cái loại nào mình xài cũng được nha mọi người, nhưng đều cái loại mới này thì uh, nó êm hơn, đó thì và nó đỡ bị uh, mất bột hơn nha mọi người. Đó thì nói chung uh, là mọi người cố gắng xem hết video ha để biết cái cách thức mình xài tất cả những cái đồ uh, supply như thế nào thì hôm nay mình sẽ làm Airbrush ombre uh, vẽ friend kim tuyến lên cái ombre và đắp bóng 3d và đặc biệt là uh, có thêm phần uh, chạy Kiriko bằng cái đầu dũa mới ha thì tất cả những supply thì có sẵn đến cái link đây nha mọi người đó mọi người chỉ viết uh, vào và order ha thì mọi người nên đăng ký Prime Amazon ha Thì tại vì có một số Supply khi mọi người đăng ký Prime Amazon Thì nó sẽ có giá rẻ hơn nha mọi người đó Thì thường thường mình đăng ký Prime thì nó sẽ giảm hơn 20-30% Và mình được free shipping nha Thì một năm là 140 đồng Thì cái này chỉ là một lời gợi ý thôi nha mọi người Cho mình không có ăn cái tiền Prime ha Khi mọi người đăng ký Prime thì mình không có được đồng nào hết nhưng đều một năm một trăm bốn chục đồng thì mọi người nếu mà thường xuyên mua đồ trên Amazon thì đăng ký ha còn những mọi người mà không thường xuyên mua thì không sao nha đó thì tất cả những cái đồ mình để trên cái lính thì mình những cái đồ mình thường làm hàng ngày nhé mọi người đó mọi người chỉ việc nhìn và thích cái gì thì cứ vào list thôi nhá <laughs> thì đắp bột này thì những video gieo trước thì mọi người cũng uh, xem nhiều rồi đúng không Đó, thì video này mình sẽ không có uh, nhắc lại nhiều về cái vụ đắp bột này nha mọi người thì chủ yếu là để video dài dài để ngồi nói được nhiều hơn một xíu nha mọi người thì hôm nay cô thở đi vacation ha. cô ấy đi uh, california ha. vacation với gia đình thì uh, uh, request mình làm cho một bộ néo để đi chơi đó thì uh, em ấy thích màu hồng thì mình nói là ok đó thích màu hồng thì có màu hồng đó thì mình sẽ làm hơi là là một xíu cho mọi người đó, thì uh, nói chung á làm néo này á thì thực sự nó không có uh, khó nha mọi người đó nhưng nếu uh, mọi người phải chịu khó uh, đầu tư uh, đầu tư hai cái thôi đầu tư thời gian để uh, xem video khỏi những cái cách thức làm và cho mình nhìn riết cho mình quen cái mắt. Cái đầu tư thứ hai là supply nha. Thì làm thờ cũng vậy mà làm chủ cũng vậy cho mọi người. Thì nói chung á nếu mà mình chịu khó đầu tư thì mình sẽ khác biệt nha. Thì tại vì mình cũng gặp rất là nhiều người rồi. Thì mình mình đi làm neo mười mấy năm thì mình cũng biết hết. có người này người nọ thì cũng có những người chủ lúc người ta mở tiệm ra người ta không có muốn mua nhiều supply người ta chỉ muốn là hốt thôi à, người ta không có không có úp đất supply màu mới người ta cũng không mua cái gì người ta cũng không mua hết Đó, chỉ à, cố gắng hốt được bao nhiêu hốt thì làm vậy thì trong thời gian ban đầu thì ok nha mọi người nhưng điều nếu mà đi đường dài thì mình sẽ thất bại thì mình cũng thấy rất là nhiều rồi thì làm chủ hay làm thờ gì cũng vậy nha mọi người À, làm cái nghề này á, là mình phải đầu tư ha, đầu tư nhiều khi mà cái thứ mình bỏ ra chỉ là một nhưng điều thứ mình thu về là 10 đó thì các bạn đừng có tiếc tiền để uh, đầu tư những cái supply ha, những cái supply nó uh, những cái màu mới những cái đồ chơi mới hay là những cái thứ mà phục vụ cho công việc của mình hàng ngày đó tại vì cái nghề này là cái cần kiểm cơm gạo của mình đúng không đó, thì mình phải đầu tư thì nếu mà mình xài đúng đồ đồ tốt thì mọi người công việc mọi người nó sẽ suôn sẻ hơn và nó đỡ mắc phải những cái lỗi thì có làm neo nó sẽ nhanh hơn và khi mình mua supply nhiều đồ chơi về nhiều thì khách vào đưa hình là mình làm được à, thì có những cô khách đem hình vào mà mình không có đồ chơi thì cho dù tay nghề anh em giỏi cách mấy cũng không thể nào làm được tại vì không có đồ nha thì những cái đá sticker design màu kim tuyến ở tất cả các kiểu thì mọi người phải cố gắng lá uh, mua nhiều vào nha đó đầu mua vào để đó thì uh, chỉ cần làm một con khách thôi là lấy lại vốn đó những điều mình phải luôn luôn có sẵn chờ đợi tới khách đem vào rồi nó không có lên sau tới lại ta mua về ta làm thì nó bị lỡ một chuyến đo rồi nha mọi người đó thì nên mọi người cố gắng đầu tư nha <laughs> thì nói chung là à, uh, làm nghề này là vậy nha mọi người đó thì nói chung cái gì thì uh, có thể tiết kiệm cho những cái đồ chơi cái, cái cái kiếm cơm hàng ngày của mình thì uh, mình không có uh, nên tiết kiệm thì chỉ cần một tuần tiền tế của mọi người nha thì trung bình thờ nào mình làm một tuần tiền tế là ba bốn trăm rồi đúng không có những thờ làm năm sáu trăm đồng tiền tế đó thì thờ nào làm tiền tiền rất là nhiều thì mình chỉ lấy tiền tế mình một tuần tiền tế của mình mình mua supply ha mua những cái gì mình thích mình về mình uh, chuẩn bị một cái uh, xe đẩy luôn ha, uh. trong cái xe đẩy đó mình để tất cả các đồ supply khi nào mình làm thì mình kéo ra thôi. Đó thì nó rất là tiền nha mọi người. Đó mọi người mua một chiếc xe đẩy supply riêng. Đó. Thì bao nhiêu đồ chơi đó mình cứ để vô đó, khi nào làm khách là mình kéo chiếc xe đi thôi ha, uh. rất là tiện. Thì uh, mọi người nên uh, bỏ một tuần tiền tế ra để uh, đầu tư những cái supply cho mình đó và đầu tư thêm uh, thời gian để xem video nữa thì nói chung là mọi người chỉ cần uh, chịu khó bỏ thời gian ha đó chỉ cần xem video đó, biết cách sai đồ này nọ thì tầm khoảng vài tháng thôi là mọi người sẽ làm được hết đó thì uh, nãy giờ là dù dỗ anh em mua đồ nhiều rồi ha thì bây giờ mình lại trở về <laughs> vấn đề chính <laughs> là neo nhé Nói chung là à, dũa xếp này thì đơn giản rồi đúng không? Thì uh, mình chỉ việc kéo thẳng ra thôi nha mọi người. Đó. Thì uh, mỏng móng gắn là cái mỏng nhọn nhé. Mình những cái móng square vừa phải như thế này thì mình dùng cái mỏng nhọn để gắn ha. Thì cái mỏng nhọn mình cũng đỏ để trên lên rồi. Và dũa xếp thì uh, mình phải cầm một cái dũa xếp à, bự ha. Đó 80-80. Hoặc là 100-100 cũng được nha mọi người. 80-80 thì nó hơi rớp ờ à, thì à, xếp nó sẽ nhanh hơn nhưng nếu những cô khách nhạy cảm á, thì sẽ à, có thể bị hơi đau tay một xíu thì nếu anh em nào mà muốn em mãi hơn thì mua loại 100 100 nha mọi người đó cái dụa xếp 100 100 thì cái dụa xếp này sai cũng rất là bên nha mọi người đó một cái dụa xếp mình làm cả tuần nó mới lụt thì à, nói chung là mình làm làm néo rất là nhiều ha à, mình không có làm chân mình chỉ làm tay only thì một, một tuần mình chỉ cần thái một cái đầu cây dụa xếp nữa thôi à, Thì tính trung bình giả thì một cây dụa xếp này có mấy chục sen thôi mọi người Mọi người nên ha, mua cái cây bự bự như thế này này Dụa nó mới nhanh, mới sướng, với thêm nó mới thẳng thốn nha mọi người Còn mấy cây dụa xếp mà nó nhỏ nhỏ, yếu yếu á Dụa cũng được, không không phải là không được Nhưng điều nó lâu nha mọi người, nó rất là mất thời gian <laughs> Cả gì cũng vậy nha mọi người Phải to, phải dài, phải cứng Nó mới đá đúng không rồi thì mình quay lại chủ đề là cái dũa Kiriko này nhé Nó cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm thì mình sẽ nói ra hết Đó thì đây là cái cái, cái đầu dũa mình mới xe trên cái lính của mình ha Giá tầm khoảng 13-14 đô Thì cái loài 20 đô thì nó xịn hơn Nhưng đều cái loài này cũng được thôi mọi người ha giống nhau 80-100 thôi à không có khác biệt bao nhiêu hết Mọi người có thể thấy ha cái đầu nó có răng luôn ha Cái đầu nó có răng để nó lính luôn cái giá chết nằm trên Kiriko nha Đó thì cái ưu điểm của cái đầu dũa này là vậy ha, mình vừa dũa tất bộ ra mà mình vừa đũa Kiriko luôn. Và mọi người lúc chảy máy nhớ ha, Vằn máy chầm thôi ha, Vằn máy nhỏ nhất có thể nha, đừng có vằn máy quá mình nha. Mọi người nhớ nha, mình đi từ từ thôi ha. Đó mình sẽ đi theo cái vòng Kiriko mình lai like lên thì mọi người có thể thấy á, cái đầu của đầu dũa là nó uh, lính luôn cả giá xung quanh Kiriko luôn nha mọi người. Đó là xung quanh Kiriko là nó uh, chạy luôn thì mọi người nên vằn máy chậm nhé máy chậm để cho nó êm, đó, nó không quá uh, tưng nha. Đó. Và mọi người có thể thấy ha, mình chạy trên giá luôn nè, đó, nó không có đứt tay nha mọi người. Đó, thì đây là safety Kiriko ha. Đó, nó rất là êm. <laughs> thì mọi người nếu mà lỡ tay chạy lên giá luôn, nó cũng không có đứt tay nha mọi người. Đó. Thì anh em nào mà mắt kém hoặc tay nghề yếu đó. thì nên chạy cái đầu này ha thì xài những cái đầu này thì không có cái chuyện mà cắt đứt tái khách nha mọi người và dù bột cũng rất chặt nên mọi người phải biết cách đi ha mọi người phải đi cho kỹ thì bột nó sẽ tách ra hết và nó rất là sạch nha mọi người đó mình sẽ đi theo từ bắt đầu từ hai bên cái mép mình đi lên ha, đi theo vòng tròn đó sau đó mình cứ đi lại theo cái đường của kia cô khách thôi ha đó mình sẽ đi như vậy thôi là các bạn có thể thấy ha mặc dù mình đắp bột dính vào da nha mình đắp bột rất là sát đó, dính vào da nhưng điều mình đi cây này á, thì nó sẽ tách ra được nha mọi người đó thì cái cách thức đi là như vậy nhé đó mọi người có thể thấy ha, rất là nhanh nhé ừ. <laughs> thì nói chúng có mấy cái đồ này thì cái, việc cắt khách chảy máu thì không còn xảy ra nữa nha mọi người thì rất là an toàn tại làm nghề này mà cắt tái khách thì không có tốt nha mọi người nó thiếu chuyên nghiệp đó thì mọi người có thể thấy ha đắp bột rất là sát nhưng điều có đồ chơi tốt thì mình vẫn tách bột ra được nha mọi người nhược điểm của nó là nó rất là hay dơ nhé nên mình phải lấy một cái bàn chạy sắt này này à, mỗi lúc mà mình thấy dơ quá thì mình phải linh nhé thì mỗi lúc mình dùa một bàn tay á, là nó sẽ bị dơ và mình buộc phải linh cho nó sạch rồi mình mới bắt đầu dùa cái bàn tay bên kia nha mọi người đó, đó là nhược điểm của nó thôi nhưng đều mình phải mua cái bàn chạy sắt về mình linh ha mỗi lần nó dính bột dính da vô trong đó thì mình chỉ việc mình lấy cái cái bàn chạy sắt mình đánh là nó sạch nha mọi người đó thì uh mọi người nên ha nên đầu tư cho mình một cái đầu dụa này ha rồi thì sau khi mà Kiriko sạch sẽ xếp thẳng thốn rồi thì việc còn lại nó nhan hơn đúng không, mọi người đó mọi người chỉ lấy một cái đầu dũa medium ha medium đó, thì đi đầu dũa medium các bạn có thể thấy ha bột nó bay như mưa luôn thì cái đầu dũa này á, giúp để mình đi cái mặt mỏng nó lạng hơn và mình đi hai bên hóng mỏng nữa mình đi hai bên hóng mỏng cho nó mỏng và Kiriko nó lai một chút Tại vì những cái tay ngắn như thế này thì mình không có nên đắp quả ú quả dây nha mọi người đó khi nào mà mình đắp ú á, là chỉ dành cho những cái mỏng dài nha còn những cái mỏng mà ngắn Và medium như thế này thì mình không nhất thiết là phải tạo độ ú nha mọi người tại vì khi mọi người đắp u lên thì nhìn nó thô lắm mọi người đó mọi người lưu ý cái điều này ha những cái mỏng uh, medium như thế này ấy, hoặc là ngắn hơn ấy, thì mình nên đắp cho nó mỏng tự nhiên nha và chỉ dài ở cái độ chỗ nổi mỏng và giữa mỏng thôi nha. Còn kỳ cô và đầu mỏng mình vẫn để mỏng, hai bên hông mình vẫn để mỏng thì cái tay nó sẽ thon gọn nha mọi người. Còn đắp u là chỉ dành cho những cái tay nó dài nha Còn những cái tay ngắn như thế này thì không nên. Đừng có đắp u nó thố lấp và khách nó cũng không có thích nữa nha Từ khi những cái khu nào mà khách tội màu á, khách tội màu thì người ta thích đắp u. Còn mình làm ở khu mệ và khu trắng thì thường thường người ta thích mỏng tự nhiên nha mọi người không quá mỏng đâu mọi người mọi người chỉ cần làm cho khu vực uh, Kiriko nó mỏng và khu vực hai bên hông nó mỏng thì cái tay nó sẽ nhìn mỏng và dựa mỏng thì mình để dài nha đó thì nói chung là phải đúng cách thức thì uh, cái tay nó vẫn giữ được độ mỏng mà nó không có gãy nha mọi người đó thì nói chung là cái cách thức chạy máy là đơn giản như vậy nha mọi người mà thì uh, xong cái phần này rồi ha đó, tiếp đến là mình sẽ tới cái phần design nha thì mình cũng hướng dẫn luôn cách sử dụng Airbrush và um, các loại đồ chơi khác nha mọi người <laughs> thì thường thường sơn Airbrush á, thì uh, xịt Airbrush này thì mọi người nên lưu ý ha uh, mình nên nên sau khi mình xịt Airbrush sống thì mình phải lính tay trước khi mình cho hơ đen tại vì hôm nay lu bu lu bu lu bu ha lu bu quá à, xịt ebro xong mà không có lính tay trước mà để hơi đen luôn nên gel nó dính nơi tay khách rất là nhiều thì nó cũng không có tốt nha mọi người đó nên nhớ điều đó thì đây là cái máy ebro mình để trên lính hai mươi ba chục đồng thôi đó nhỏ gọn và à, xài rất là sướng nha mọi người đó thì mai một có cách làm ở mó bằng ebro thì mình cũng chia sẻ luôn hiện tại thì chưa đó, để video kế tiếp mình sẽ chia sẻ nhé thì mình lấy một ít nước sơn hồng nhé mình thích ombre màu gì thì mình bỏ vào màu đỏ thôi và mình đổ uh, acetone vào nha mọi người ừ. thì nếu mọi người làm mười uh, 10 ngón thì mình để nhiều hơn một chút nhá mất công mình phải phiêu đi phiêu lại nhiều thì tỷ lệ thì uh, khoảng 30 40 phần trăm nước sơn và bốn uh, là 60 phần trăm nha mọi người đó thì mọi người chỉ cần bỏ gel uh, nước sơn gel và acetone vào uh, mọi người lấy cái cò quầy lên ha rồi mình đóng nắp lại là mình sai thôi ha rất là gọn ừ. <laughs> Nhớ lấy những cái cò mà mình không sai nữa nha mọi người đó. đó mình chỉ cần vặn nắp lại và mình bật máy lên đó bật máy lên là nó sẽ on thôi ha đó và cái đầu ở trên là mình nhấp ha mình kéo nó lui là nó sẽ ra màu thôi ha đó rất là đơn giản đúng không đó thì mình sẽ nhấp từ từ thôi nha mọi người đó mình sẽ nhấp lắc qua lắc về nha đó chú ý tay khách xuống 45 độ nha đó và mình để tay khách nghiêng một xíu nha mọi người đó và mình lắc qua lắc về thôi xịt lắc qua lắc về là nó uh, lên màu nha mọi người đó thì nói chung là uh, đối với những cái màu ống đấy mà nó lên nhạt nó chưa đủ đấm á, thì mọi người có thể uh, cho khơ đen và uh, xịt thêm một lần nữa nha đó thì hồi nãy giờ lu bu lu bu là quên linh tái khách trước khi xịt thì giờ nó cũng dính nó giá nhiều rồi thì nó cũng toán rồi nha mọi người đó thì nói chung là mọi người rút kinh nghiệm ha lần sau mọi người xịt xong thì phải Linh trước khi bỏ vào máy hơ đen nhé thì cái màu hồng này nó chưa ưng ý nhá nó cũng đẹp rồi nhưng điều mình muốn nó đầm hơn nha mọi người đó thì mình muốn nó đầm hơn nên mình sẽ xịt thêm một lần nữa nhé đó mình sẽ xịt rất là nhấn đúng không đó để vào tầm khoảng vài chục second là xong năm ngón rồi <laughs> đó, mình để nghiêng cái tay lại mình xịt chế thôi ha thì nó sẽ ra ombre thôi rất là đơn giản đúng không đó thì nói chung là cái Everest này ấy, nó sử dụng rất là được rất là nhiều công dụng nha mọi người đó, sau này mình sẽ ra cái cách làm mó bồ bằng Everest này nữa ha Chứ có thể một hai ngày nữa <laughs> thì nói chung là làm ombre với bằng Everest này nó nhấn nhấn gọn nha mọi người đó mọi người mà biết cách thức thì sau này không cần phải đắp bột nữa ha mình chỉ cần đắp màu nút và mình xịt Everest thôi thì nó cũng ra ombre rồi nha nó rất là nhấn gọn nha thì nhớ nhớ lính tay trừ khi cho vào đen nha mọi người cho mọi người mà không lính bỏ vào đen là nó dính ra da là lát nữa phải lấy tốn chui rất là mất thời gian nhé <laughs> rồi thì sau khi mà mình xịt airbrush xong suối á, thì mình chỉ việc sơn lại mát top coat ha tại vì cái mẫu hôm nay là mình muốn uh, mát finish ha mình muốn mát finish cho nó uh, nội trồi lên cái mẫu đi dài nhé nên mình sẽ cho nó mát finish nha mọi người đó thì cái cách thức làm ông ấy là rất là đơn giản đúng không mọi người đó rất là nhấn gọn thôi mọi người chỉ cần nghiêng cái tay xuống nha mọi người nghiêng tay xuống uh, nghiêng tay vừa phải và mình để mãi mình xịt lắc quá lắc về thôi ha rồi uh, nếu mà mau nó uh, lạt thì mình có thể xịt thêm một lần nữa ha mình có thể xịt hai đợt còn nếu mà mình mau nó lên đẹp rồi thì mình chỉ cần xịt một đợt thôi ha đó rất là đơn giản mình sẽ sơn mát top coat hết cho mọi người đó xong sau đó mình mới mới vẽ đi dài rắc kim tuyến đó sơn má top coat thì mọi người cũng nhớ lưu ý ha nhớ sơn mỏng thôi không nhất thiết là phải sơn quá dài đâu rồi thì bây giờ là nó đã ra om rồi đúng không mọi người đó thì bây giờ việc kế tiếp là mình cũng lấy cái màu pink đỏ nha mọi người mình sẽ vẽ fan đó mình sẽ vẽ fan và mình rắc kim tuyến nha mọi người đó rất đơn giản thôi thì cho nó là lầm một xíu ha đó, tại vì thì mình làm pin fan ha. nó nhàm chán rồi đúng không thì bây giờ mình sẽ làm ombre và mình làm fan luôn và kết hợp rắc kim tuyến luôn ha đó thì kim tuyến này cái link mình đưa ra là nó có rất là nhiều sáng nha mọi người mọi người chỉ cần lít vào cái link và mọi người có thể mua loại 20g 50 uh, g 100 gam nhé thì nói chung là um, nó có rất là nhiều size và nhỏ cũng không có mắt đâu mọi người nếu mọi người mua uh, một bịch 50 g thì mọi người nó rất là nhiều nhé một bịch 50 g là nó gần bằng hai hũ bột luôn á uh, hủ hũ bột thái áo á, mọi người là 50 g là game, các bạn đổ ra là gần bằng hai hộp đó thì mọi người chỉ cần mua năm chục là mọi người có thể xài tới lúc đi thái luôn ha nếu mà mọi người xài một mình nó rất là rẻ ha mười mấy đồng cho năm chục gram, mười mấy đồng thôi là mọi người xài còn nếu mà cho nguyên tiệm xài thì xài cũng rất là lâu hết nhé cũng xài cũng mấy tháng mà hết đó thì nói chung là những cái loại kiếm tuyển rắc này thì mọi người nên mua ha tại vì có rất là nhiều mẫu design mình xài hầu như những video mình ra đợt trước là có rất là nhiều mẫu design mình xài cái kiếm tuyển rác này ha thì trên mạng có một số anh em thì thích uh, mua nhiều loại màu kim tuyến khác nhau giống màu hồng kim tuyến để rắc lên uh, cái uh, friend màu hồng đó thì còn mình thì mình không thích như vậy nha mọi người giống như mình uh, sai màu hồng thì mình sẽ dùng cái kim tuyến này luôn đó. kim tuyến này có thể rắc lên tất cả các màu xanh đỏ vàng tím đen trắng gì đều được nha đó thì nó hợp với tất cả các màu nha mọi người cái kiếm tuyến này mình có thể rải friend mình có thể rải nguyên móng nha và mình cũng có thể dùng nó để mix để làm powder color để đắp nha mọi người đó thì nó có rất là nhiều công dụng thì kiếm tuyến này các bạn pha màu milky white đó, các bạn pha cái màu milky white ra xong các bạn trồn thêm cái kiếm tuyến này vào <laughs> thì nó sẽ ra cái màu white clear rất rất là đẹp thì bữa nào mình làm video cho các bạn xem ha màu nó rất là đẹp đó các bạn chỉ cần phá cái màu Milky White thì những video trước mình cũng có, có, chia sẻ cái cách phá màu Milky White rồi đúng không đó thì mọi người chỉ cần phá ra cái màu Milky White và trộn thêm kim tuyến này vào thì nó sẽ ra màu white clear rất là đẹp nha mọi người rồi thì cái cách thức vẽ fan thì hôm nay mình sẽ không có chia sẻ lại nhé Tại vì ra bữa giờ chắc cũng mấy chục video về chủ đề vẽ fan rồi nhé Thì vẽ fan những cái mẫu này thì chỉ cần vài đường quyền thôi đúng không Đó vài đường quyền là nó ra fan rồi mọi người nhớ luyện tập ha luyện tập thì sẽ vẽ ra được thôi rất là nhanh gọn thôi ừ. thì mọi người phải đi từ căn bản lên nâng cao ha tập đắp bột trong tập vẽ fan sau khi mà mình biết vẽ fan rồi thì uh, sau này nó có rất là nhiều mẫu design nó kết hợp với fan cho mọi người đó để mọi người chỉ việc học thôi ha <laughs> luyện tập một chút là được đó thì bốn ngón là mình rắc kiếm tuyển nha mọi người còn cái ngón nhẫn là mình sẽ đắp bóng bd nhé đó rồi thì đắp bóng này thì cũng uh, từ từ ha mọi người sẽ để một cục bột lên nha và đợi một xíu nha mọi người đó đợi cho cục bột nó đứng sơ sơ một xíu rồi mình bắt đầu mới nhấn nó xuống ha nhấn nó bừ ra đó, khi nó bừ ra rồi thì mình sẽ kéo cái đầu nó xuống đó kéo nó xuống cho nó nhọn nha đó, hai bên vào thì nó ra một cái cảnh hoa tại vì cái ngón này nó ngắn nha mọi người nên mình sẽ làm cái cảnh hoa ngắn nhé nếu làm cảnh hoa dài thì nó sẽ không có đủ cái đồ dài đó. Thì cái nước đắp bóng này thì mọi người cứ lấy nước liquid solar bình thường Rồi mọi người sẽ nhỏ thêm vài giọt acetone Mọi người chỉ cần nhỏ vài giọt acetone Thì cái bột nó sẽ máu đứng Thì mình đắp bóng sẽ nhanh hơn nha mọi người Thì ngón này mình sẽ ngược cái tay kết lại nha mọi người Để cho nó dễ dàng hơn cho mình nha Mình không cần phải ngược cái tay mình lại Đó mình chỉ cần ngược cái tay kết lại như vậy là mình đắp nhá đó mình bắt đầu nhấn ha nhấn cho nó bừ ra đè xuống cho nó bừ ra đó xong bắt đầu kéo cái mũi nó xuống nha mọi người đó kéo cái mũi nó xuống kéo cái mũi nó xuống cho nó nhọn nhé rồi xong bắt đầu mình chỉ việc vuốt hai bên vào đó thì nó sẽ ra một cái cảnh hoa nhé thì nhớ nhé nước sô la mà các bạn nhỏ thêm vài giọt acetone vào thì cái nước nó sẽ rất là nhấn khô đó, khi mà nước nhấn khô thì mình đắp bóng nó sẽ nhấn hơn nha mọi người còn nếu mọi người đặt bằng nước sola la 100% thì nó rất là lâu nha. Thì có một điều lưu ý nữa là khi mọi người lấy cái cục tròn này lên á. Trước khi mọi người đặt vào thì đợi cho nó khô khô một chút nha. Còn nếu mọi người mà nó còn ướt quá mọi người để xuống là nó sẽ bẹt xuống như cái mỏng luôn nha. Đó, nó sẽ không có nổi lên cái hiệu ứng túi đi. Đó, mọi người lưu ý ha khi mà mình lấy cục bột uh, tròn này lên á, mọi người nhớ để cho nó đứng một xíu nha mọi người thì mọi người mới đặt vào cái tay nhé còn lúc mà nó đang ở tẹp nhẹp mà mọi người bỏ vào ngõ luôn á, thì nó sẽ không có nổi lên mà nó sẽ nằm bẹp xuống hết cái móng thì các bạn rất là khó để nằn ra cái bóng tôi đi nha mọi người nhớ nhé nhớ nhé cục bột phải hơi khô thì mọi người mới đặt vào nha mọi người còn lúc nó đang ướt mà mọi người đặt vào một cái là toán nha. Người cái này mình cũng thấy à, những người thờ trong lộ tiền bị lỗi này nên mình thấy ồ oh, thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn rút kinh nghiệm nhé. <laughs> thì đắp bóng truy đi này cũng đơn giản lắm các bạn, các bạn chỉ cần uh, lấy cái mỏng giả sớm một lớp mát top coat hoặc là một lớp uh, shiny top coat nhé. Đó, mọi người uh luyện tập là sẽ được nhé và nhớ nhé lúc mình đặt cục bột vào là các bạn lấy cục bột lên và thấm vào cái giấy nhé thấm vào cái giấy cho cục bột nó hơi khô đã thì mọi người nó mới đặt vào tay nha mọi người đó. như vậy là xong một cái bóng rồi nha mọi người rất là rất là nhanh gọn nhé nói chung nếu mọi người mà làm uh, đúng cách thức á, thì những cái bóng tôi đi này mình đắp khoảng một hai phút một hai uh, phút là xong có thể là ba phút cho là xong một cái bóng thì hai cái bóng thì chỗ mình lấy 15 20 đồng tùy nhá. Khách nào keo keo thì mình lấy 20 bóng để bù lại, còn khách nào dễ thương thì mình lấy hai ngón 15 đồng đúng không? Gắn vài cục đá nữa mọi người cho nó lên cho ra cái giống cái bóng truy đi. Ừ. Thì mình cũng thấy có một số cốt thờ trong tiệm mình đáp hồi trước vừa lúc mới vô tiệm thì người ta đáp một cái bóng tới 15 phút một cái bóng, hai cái bóng đáp tới 30 phút mà nó nhìn cũng không đẹp nữa mọi người đó thì uh, bởi vậy uh, phải mọi người lúc đắp bóng này phải học đúng cách nhé mình phải biết làm cách thức mình biết cái cách thức làm thì mình sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho mình thì khi mà mình biết cách thức làm thì hai cái bóng này mình đắp từng tầm khoảng 5 phút nhé hai cái bóng 5 phút thì mình mới lùng tiền ngọt được chứ hai cái bóng mà mọi người đắp 30 phút thì thôi lộ rồi đúng không đó nên nhớ nhé đó, thì mọi người xem video nhớ nhớ để ý đừng có tua nhanh video để nhớ để ý những gì mình chia sẻ thì mọi người sẽ à, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian nha thì đắp bóng này cũng vậy mọi người nếu mọi người mà biết cách thức đắp thì đắp rất là nhanh thì à, nói thì đi đối với thực hành đúng không thì mọi người có thể thấy mình đắp cái bóng này nó cũng không có lâu đâu nhé đó mình đắp cái bóng này tầm khoảng vài phút thôi hai phút À, thì mọi người cố gắng luyện tập ha Rồi Thì mình sẽ cho mọi người xem Cả finish ha Omrey Nu và Hồng Bằng Everest Rắc kim tuyển luôn Đó đập bóng truy đi Là đầy đủ combo Cho em gái này uh, Đi California ha, Hai lúa lên tỉnh ha. Rồi uh, Đây là cả finish hôm nay Của mình nha mọi người Đó Mọi người có thể nó dễ thương không Rồi Cố gắng tích cực lít vào Và mua supply nha mọi người <laughs> Rồi Thank you anh em đã xem Video hôm nay của mình ha Hẹn mọi người vào một video kế tiếp nha. Đó. Bye mọi người.